sức kinh tế mới nhà thờ Thánh Phục. Cầu gót mít trên quốc lộ 61C
lúa đổ mà họ cũng gặp cực hay ha. Đó, xong rồi bỏ vô bao cái họ thảy xuống luôn á. Đây bao cái thảy xuống. À, cái xe là đi Nhật này. Hay. Họ làm dây chuyền đó hay. Đông dân mình ngồi trên bờ chờ thôi. Áo tay này mà đi chơi. Gì ạ? Sau khi gặt lúa xong, người ta thả vịt vào cánh đồng, một bầy vịt hàng ngàn con, quá trời. Bầy vịt đang xếp hàng bơi. Vui thiệt. Một bầy đang xếp hàng bơi. Xếp hàng bơi. Nó xếp hàng nó bơi á. Quá chi vui. Biết không? Nó bơi tới chỗ nó ăn với em. Màu ạ à, non.
xuống càng rẻ tí. Sắp tới chợ 1.000 rồi các bạn. Xem có gì lạ không? Từ 7.000 xuống 1.000 cũng có gì lạ. Đây là địa bàn của thị trấn 7.000, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Đây cũng là nhà thờ 7.000. Đây trồng nhiều từ cũng khá độc đáo, 7.000. Nhà thờ 7.000. Tam Hiệp mà. Đi qua tí nha. Chị phiền cho đi qua tí. Nhà thờ Chợ Bưng. Cây trùng chuột hồi nhỏ hay ăn lắm mà chứ không biết cái cây như thế nào, trái nó bao bao phân cái cành ở đó quá trời luôn.